Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Chọn Ngày Tốt của tháng 2 âm lịch năm 2021 Tân Sửu. Đây là bảng phân tích về ngày tốt trong tháng 2 được trình bày theo thập nhị địa chi 12 con giáp. Thì chúng tôi trình bày đầu tiên là ngày tí. Theo đúng như kiểu lá số tử vi. Ngày tí, Sửu dần, mão, thìn, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất và cuối cùng là ngày hợi. Thì quý vị nhìn trên màn hình thì sẽ thấy chúng tôi đang chúng tôi sẽ đánh dấu những cái màu sắc ở trên màn hình. Quý vị nhìn thấy nó sẽ phân biệt rõ được những ngày tốt, ngày xấu và với màu sắc đó thì quý vị dễ dàng tìm được cho mình là những ngày tốt. Để quý vị tiện theo dõi thì để chọn được ngày tốt thì chúng tôi sử dụng tài liệu là tài liệu đầu tiên là lịch vạn sự ngày tốt của tháng 2 ấy, ngày tốt của tháng 2 thì sử dụng lịch vạn sự là một đây bỏ ra những ngày xấu thứ hai là theo ngọc hạp thông thư loại bỏ những ngày xấu thứ ba là theo lịch vạn niên và thứ bốn là theo đồng công để chọn ra những ngày tốt trong tháng 2 âm lịch. Thì tháng 2 âm lịch thì khởi từ ngày 13 tháng 3 dương lịch. Ngày mùng 1 là ngày canh thân. Tháng 2 là tháng đủ kiến tại Mão thì đầu tiên để chọn lựa được những ngày tốt thì quý vị hãy nhìn vào cái bảng phân tích về ngày theo địa chi 12 con giáp. chọn lựa chọn những ngày tốt thì chúng ta cần đầu tiên bước đầu tiên là bước đầu tiên cần phải loại bỏ những ngày xấu thì bên phong thủy lộc tài đã lựa chọn ra 7 ngày xấu sau một là ngày tam nương hai là ngày con nước ba là ngày dương cung kỵ bốn là ngày sát chủ năm là ngày thụ tử sáu là ngày nguyệt phá bảy là ngày thiên địa chuyển sát <laughs> Đầu tiên ta xét ngày tam nương, ngày tam nương thì tháng nào cũng vậy, bao gồm các ngày sau: ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và ngày 27. Ngày mùng 3 tương ứng là ngày nhâm tuất. Nhâm tuất, nhâm tuất là ngày tam nương, chúng ta không sử dụng Tiếp đến là ngày mùng 7 là ngày Bính dần, chúng ta cũng loại bỏ vì ngày Tam nương. Ngày 13 sẽ là ngày Nhâm thân. Nhâm thân. Tiếp đến là ngày 18 là ngày Đinh Sửu. Ngày tiếp theo là ngày 22 là ngày Tân Tỵ. Và ngày Tam nương cuối cùng là ngày 27 là ngày Bính Tuất. <laughs> Sau ngày Tam Nương thì là ngày con nước. Ngày con nước sẽ gồm có 3 ngày, mùng 3, 17 và 29 trong tháng 2 ngày con nước sẽ có 3 ngày này. Vị trí chúng ta cần loại bỏ ra. Đầu tiên là ngày mùng 3, mùng 3 thì là trùng với ngày Tam Nương. Đấy, ngày nhâm Tuất trùng với ngày tháng lương chúng ta đã loại bỏ rồi. Thứ hai là ngày 17. Ngày 17 là ngày bính tý. Bính tý thì là ngày con nước không dùng. Tiếp theo là ngày 29 là ngày mậu tý cũng là ngày xấu không dùng. Ngày dương công kỵ trong tháng 2 âm lịch là ngày 11, ngày canh ngọ. Chúng ta loại bỏ do là ngày con nước Ngày sát chủ là ngày Tý. Ngày Tý lại vừa là ngày con nước, lại vừa là ngày v... ngày Tý lại vừa là ngày con nước, lại vừa là ngày sát chủ. Đâm ra chúng ta loại bỏ luôn, không sử dụng. Ngày thụ tử là ngày Thìn. Thì ngày Thìn sẽ bao gồm các ngày mùng 9 Mậu Thìn và ngày 21 canh Thìn. Đây là ngày thụ tử, chúng ta cũng không dùng. Tiếp đến, do tháng 2 là tháng mão, nên những ngày nguyệt phá sẽ là những ngày dậu. Ngày dậu, mão dậu tương xung, đâm ra là ngày dậu là ngày nguyệt phá. Tất cả ngày nguyệt phá này chúng ta cũng không sử dụng. Và cuối cùng là ngày thiên địa chuyển sát, bao gồm ngày tân mão và ất mão, thì trong tháng 2 không có hai ngày này. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng sử dụng Đồng công chúng ta sử dụng đồng công trên nhật để tìm ra những ngày tốt trong tháng 2 âm lịch. Thì đồng công có nói tháng 2 thuộc tiết kinh chập và xuân phân. Trước xuân phân một ngày là tứ ly, sau kinh chập tam sát tại tây, hướng thân dậu tuất kỵ tu tạo động thổ. Vị trí nếu nhà ai mờ trong cái hướng thân dậu tuất. Thân là tây nam, dậu là hướng tây là tây bắc. Đấy. Thì trong ba cái sơn này chúng ta không nên tu tạo sửa chữa. Bây giờ chúng ta sẽ dùng đồng công để xét những ngày tốt xấu trong tháng 2. Đầu tiên, tháng 2 là tháng Mão, là tháng Tân Mão. Tức ra nguyệt kiến sẽ là tại Mão. Nguyệt kiến tại Mão. Khi Đồng Công có nói Ngày mão trực kiến Chẳng hợp dùng việc lớn Phạm vào là tổn gia trưởng Tổn gia trưởng này Cùng con cháu ngành út Tức là vừa tổn gia trưởng lại vừa Con cháu ngành út Hay bị bệnh dịch nghèo khổ Gặp chuyện buồn luôn luôn Trong 3 đến 5 năm Nếu chậm thì 9 năm Cũng bị kiện tụng và bại vong Tháng 2 Tiến, ngày mão là ngày thiên địa chuyển sát vị chi ngày mão là ngày xấu theo đồng công chúng ta loại bỏ không dùng ngày thìn thì lúc đầu chúng ta đã xét là ngày thụ tử ngày thụ tử đồng công cũng có nói ngày thìn trực trừ chẳng lợi cho việc rời chỗ nhập trạch hôn nhân khai trương hết thảy mọi việc tức là dùng ngày này vào mọi việc đều xấu phạm vào ấy thì 60 ngày hoặc 120 ngày bị bệnh bị phạm vào thì trong vòng 60 đến 120 ngày sẽ bị kiện cáo tốn tài bại ruộng mất sản nghiệp ngày giáp thìn ngày mậu thìn ngày mậu thìn là ngày mùng 9 lại bị sát tập nhập trung cung nên rất xấu trong 3 năm ấy nếu mà sử dụng vào ngày giáp thìn tức ngày mùng 9 trong 3 năm thì gia chủ mất vật cũ quái và lại còn có nạn lửa bóng trộm cướp hoành hành vị chi ngày thìn đồng công nói xấu thông thư cũng nói xấu chúng ta loại bỏ không dùng <laughs> tiếp đến là ngày tỵ ngày tỵ có ngày ha ngày tỵ có ngày 22 tân tỵ là ngày tam nương chúng ta đã loại bỏ còn lại ngày mùng 10 kỷ tỵ thì đồng công cũng có nói ngày tỵ phạm vãng vong thiên không chẳng hợp động thổ còn tu tạo sửa chữa còn tu tạo sửa chữa trăm việc đều lành nếu tại hai cung càn tốn nếu tại hai cung càn tốn khởi tạo đều lành xuất hành khai trương hôn nhân nhập trạch tốn là đông nam tức là đông nam ấy những nhà nào mà hướng tại hai cung là thìn tốn ở à, Thìn Tốn Tỵ Can Tốn Can Tốn Can Tây Bắc Tốn Đông Nam. Đấy, tại hai cung Can Tốn thì khởi sự điều lành xuất hành khai trương hôn nhân nhập trạch thì có có huỳnh la từ đàn điền đàng khố khố chữ là kết tinh che chiếu này trong năm sinh được quý tử. Nhưng mà quý vị lưu ý chỉ tại hai cung Can Tốn, Can là Tây Bắc, Tốn là Đông Nam. Tây Bắc và Đông Nam hai cung càn tốn quý vị quý vị lưu ý nhé hai cung càn tốn thì khởi tạo đều lành trong năm thì sinh được quý tử ruộng tầm hưng vượng vĩnh đại kết xương tức là ngày 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 mùng 10 này, này. ngày tị ngày tị thì kỵ động thổ quý vị chỉ nhớ là kỵ động thổ còn dùng thì rất tốt Tuy nhiên ngày 22 thì phạm phải ngày tam nương Nên vì vậy muốn dùng Quý vị cũng phải cần xem xét kỹ lại trước khi dùng Tiếp đến là ngày ngọ Ngày ngọ thì chỉ hợp với xây sinh phần Còn như dùng cho hôn nhân Và việc khác thì 60 đến 120 ngày Dước họa kiện cáo hao tổ nhân khẩu, thối tài 3, 6 và muộn thì là 9 năm vị trí những ngày ngọ xấu chúng ta không dùng bỏ luôn ngày nhâm ngọ ngày mùi đây, tiếp đến là ngày mùi này ngày mùi thì không không lợi cho hôn nhân khởi tạo tại vì nó thuộc về âm cung chủ sự chẳng sửa chữa, chẳng hợp với sửa sang việc trong nhà. Hết thảy các việc ở bên ngoài thì làm được, tức là việc trong nhà thì không dùng và việc ngoài thì có thể dùng được. Ngày Ất Mùi thì Bạch Hổ nhập Trung Cung, ngày Ất Mùi, ngày Ất Mùi tháng 2 không có. Đinh Mùi, Kỷ Mùi cũng không có. Quý Mùi là ngày 24, là ngày Quý Thủy nhập Thái Châu. Trường sinh hưng vượng, hơn nữa lại có Huỳnh La, Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, các kết tinh che chiếu Lợi người thêm con cháu tăng dụng đất đại cát Các ngày mùi khác đều bất lợi Vị chi ngày tân mùi là ngày bất lợi chúng ta bỏ Trong các ngày mùi chỉ có thể dùng được ngày 24 ất mùi 20, Xin lỗi quý vị Ngày 24 tháng 2 là ngày tốt là ngày quý mùi Còn các ngày mùi khác thì xấu không dùng Tiếp đến là ngày thân, Ngày thân thì có thiên đức, nguyệt đức Hợp với việc tu tạo, động thổ, mai táng, hôn nhân, khai trương, nhập trạch, xuất hành Cùng với mọi việc thì là đều tốt Vì là có huỳnh la, tử đàn, thiên hoàng, khố lâu, bửu tàng Là những cát tinh che chiếu Trong 3, 6 và muộn là 9 năm ấy thì được vượng Sinh quý tử, thêm nhân khẩu, tạo được điền sản là ngày đại cát. Duy có ngày canh thân là ngày chính tứ phế. À eh, canh thân là ngày chính tứ phế, trăm việc không nên dùng. Ngày thân rất tốt nhưng có ngày canh thân là ngày chính tứ phế xấu ta bỏ. Tuy nhiên, ngày nhâm thân là ngày tam nương chúng ta cũng đã loại bỏ từ trước. Vị trí trong những ngày thân chỉ còn mỗi ngày giáp thân ngày 25 là ngày tốt. Chúng ta dùng thì được đại cát cho mọi việc còn các ngày thân khác xấu không dùng Ngày dậu là ngày nguyệt phá Chúng ta đã loại bỏ từ trước Đây ngày dậu nguyệt phá Đã loại bỏ rồi Đây theo đồng công cũng có nói này Ngày dậu là trực phá Bị tiểu hồng sa Thiên tặc chẳng lợi cho việc Hôn nhân tu tạo Cùng mọi việc khác Tức là ngày này Tức là ngày dậu là những ngày xấu Nếu mà dùng ấy, thì phạm vào thì chỉ 60 đến 120 ngày sẽ chiêu quan tư khẩu thiệt hao tốn cháu gái cùng bệnh tật ngày tân dậu ngày tân dậu là ngày mùng 2 chính tứ phế bị phạm chính tứ phế vì vậy ngày mùng 2 là ngày cực kỳ xấu cực xấu chúng ta loại bỏ chúng ta cần loại bỏ không dùng tóm lại những ngày dậu thì vừa là ngày nguyệt phá lại vừa là ngày xấu. Ngày 26 Ất Dậu cũng xấu, ngày mùng 2 Tân Dậu xấu, ngày mùng 14 Quý Dậu chúng ta cũng lại bỏ không dùng. Chúng ta cùng xét đến ngày Tuất. Thì Đồng Công con nói ngày Tuất trực nguy chỉ hợp với xây sinh phần, tu tạo, họp bạn, hôn nhân. Nhưng sử dụng thì bất lợi cho con trai trưởng. Trước thì hao tài để ruộng đất, rồi bị hỏa hoạn, trộm cắp xâm hại. Ngày Bính Tuất và Nhâm Tuất là ngày sát tập nhập trung cung. Bính Tuất và Nhâm Tuất là sát tập nhập trung cung, xấu không dùng. Còn ngày 15 này, ngày 15 thì có thể chỉ hợp với xây sinh phần. Tốt nhất là chúng ta cần phải xét kỹ về ngày Tuất trước khi sử dụng để tránh những cái điều không hay xảy ra. Tiếp theo chúng ta xét đến ngày hợi Theo Đồng Công có nói thì ngày hợi trực thành có sao thiên hỷ Cùng thiên hoàng, địa hoàng, huỳnh la, tử đàn, ngọc đường, tụ bảo Là nhóm kết tinh che chiếu nên hợp cho hôn nhân, khai trương, nhập trạch Xuất hành, khởi tạo, an táng, dựng cột, định táng, gác đoàn rông Sử dụng những ngày hợi này thì trong 60 đến 120 ngày tức là khoảng 3 tháng sẽ được tấn tài sẽ sử dụng những ngày hợi trong vòng 60 đến 120 ngày tức khoảng 4 tháng Đấy, thì sẽ tấn hoạch tài được quý nhân giúp đỡ mưu việc thì là đại cát tháng này ngày tân hợi quý hợi là ngày thượng cát tức là ngày tức là ngày tốt nhất đây, ngày những ngày hợi trong tháng 2 là ngày đại cát. Thì tôi ghi tôi đã ghi xuống đây, mùng 4 tân hợi này, 16 ất hợi và 24 à xin xin lỗi, ngày 28 đinh hợi. Có 3 ngày hợi. Có 3 ngày hợi trong tháng 2 là ngày đại cát. Tiếp đến là chúng ta xét đến ngày tí thì ngày tí lúc đầu chúng ta đã xét đây là ngày sát chủ, chúng ta không dùng và Đồng Công thì cũng có nói Ngày tí kỵ hôn nhân khởi tạo nhập trạch khai trương Nếu phạm chi trong 3 năm thì tất thối tài Không lợi một việc, không một việc lợi Chủ thị phi kiện tụng tài sản hư hao Vị chi Đồng Công nói xấu, thông thư cũng bảo xấu Chúng ta loại bỏ không dùng Tiếp đến là ngày xỉu thì đồng công có nói là ngày xỉu trực khai chẳng lợi việc tạo tác sửa chữa hôn nhân tức là sử dụng những ngày này này thì việc xấu là những ngày là những ngày xấu và không lợi cho những việc kỵ những việc kỵ những việc quý vị nhớ kỵ những việc sửa chữa hôn nhân họp ban nếu mà phạm vào ấy thì ruộng tầm chẳng thâu Vợ bị sản ách, tai họa, phỏng, nước lửa. Ngày đinh xỉu và ngày quý xỉu. Ngày đinh xỉu là ngày 18 này. Đấy, thì lại có sát tập nhập trung cung, nên rất là hung. Chú về việc quan phi, tổn nhân khẩu, tiểu nhân ám hại. Vì chi tất cả những ngày xỉu trong tháng 2 là những ngày xấu. Chúng ta không nên sử dụng bỏ không nên sử dụng. Quý vị lưu ý, sử dụng việc chọn ngày thì cần phải được lựa chọn chính xác. Quý vị không nên chấp mà làm bừa. Biết mà dùng thì rất là lợi, được mọi việc đều hanh thông, nhưng nếu không biết mà phạm phải thì sẽ bị nguy hại khôn lường. Vì vậy, quý vị cần phải hết sức thận trọng. Trong tháng 2 âm lịch thì cũng có rất nhiều ngày tốt cho quý vị lựa chọn nên vì vậy không nên chấp quá mà sử dụng để cho mọi việc của quý vị được hanh thông và may mắn hơn và ngày cuối cùng trong tháng 2 âm lịch mà chúng ta xét đến là ngày dần ngày dần thì trực bế bị sao huỳnh sa nhưng lại có hoạt rượu hợp khép hòm làm sinh phần tức là cái này làm về việc tức là cái này làm về việc âm sẽ được lợi nhưng lại không lợi cho việc tu tạo động thổ cùng hôn nhân nhập trạch khai trương ngày này ngày này là ngũ hành vô khí việc thường dùng được tuy không hại lớn nhưng mà không dùng đồng công có nói không dùng chẳng dùng thì tốt hơn vì vậy quý vị không nên làm loại bỏ thì tốt hơn Vừa rồi tôi đã phân tích cho quý vị và các bạn về việc lựa chọn những ngày tốt trong tháng 2 âm lịch. Chúng tôi sử dụng lịch vạn sự và đồng công cùng tài liệu thông thư để phân tích ra những ngày tốt chọn cho quý vị những ngày đại khát để làm được những việc hanh thông. Tôi tổng hợp lại. Ngày tốt trong tháng 2 âm lịch sẽ bao gồm có 5 ngày. Ngày đầu tiên là ngày mùng 4, ngày quý hợi là ngày đại cát. Những ngày hợi bao gồm mùng 4 là ngày quý hợi là đại cát. 16 ất hợi cũng đại cát. Ngày 28 đinh hợi cũng là ngày đại cát. Ngoài ngày hợi thì còn có ngày mùi là ngày quý mùi ngày 24. Ngày 24 quý mùi cũng là ngày đại cát. Ngày 25 sát thân cũng là ngày đại cát. Tuy nhiên, quý vị cũng cần lưu ý, chọn được ngày tốt nhưng không phải ai cũng dùng được. Ví dụ, những người mà tuổi tị thì không nên sử dụng 3 ngày. Người tuổi tị, quý vị lưu ý này, tuổi tị kỵ 3 ngày mùng 4 là ngày quý hợi, 16 ất hợi và ngày 25 là ngày đinh hợi vì bị xung khắc với ngày. Tị hợi tương xung, vì vậy những người tuổi tỵ không nên dùng có thể lựa chọn những ngày khác tốt hơn ví dụ như ngày thân là được nhị hợp ngày tốt ba ngày tốt đầu tiên là ngày những ngày hợi ngày tốt thứ tư là ngày mùi ngày quý mùi ngày 24 ngày 24 thì theo đồng công cũng có nói là ngày mùi tháng 2 này chỉ có ngày quý mùi là ngày thủy nhập Thái Châu, trường sinh hưng vượng, huỳnh la, tử đàn, thiên hoàng, địa hoàng là các các kết tinh che chiếu, lợi người thêm con cháu, tăng dụng đất là ngày đại cát. Còn các ngày mùi khác thì không có lợi. Vị trí ngày 25 à ngày 24, ngày quý mùi là ngày đại cát. Tuy nhiên quý vị tuổi xíu cũng không nên dùng ngày mùi những người tuổi xíu không nên dùng ngày mùi vì là cũng bị xung khắc tứ hành xung ngày tốt thứ năm là ngày 25 ngày giáp thân ngày giáp thân thì đồng công cũng có nói là có thiên đức nguyệt đức hợp về tu tạo động thổ hôn nhân khai trương nhập trạch xuất hành cùng mọi việc hơn nữa lại có huỳnh la tử đàn thiên hoàng địa hoàng bửu tàng là cắt cắt tinh che chiếu sử dụng trong 3, 6 đến 9 năm thì sinh quý tử thêm nhân khẩu tạo được điền sản là ngày đại cát đấy đại cát vị chi ngày cánh thân cũng là đại cát đấy quý vị hãy sử dụng điện thoại hoặc máy ảnh chụp lại màn hình chụp lại màn hình để tiện mình theo dõi hoặc là quý vị có thể ghi lại những ngày này lấy giấy bút cho dừng màn hình tivi màn hình máy tính ghi lại những ngày này để sử dụng cho mình mọi việc được hanh thông nhất. <laughs> Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình chọn ngày tốt của chúng tôi trong tháng 2 âm lịch. Chúc quý vị chọn được những ngày tốt để sử dụng cho mình được mọi việc hanh thông may mắn thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.